Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay rất là hạnh lại được gặp cô chú anh chị và các bạn ở clip tiếp theo. Đà Lạt buổi sáng ngày hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2021. Em đang đứng ở một cái vị trí, đó chính là một cái ngã ba. Chúng ta đi vào đường hầm Điêu Khắc, hay còn gọi là đường hầm Đất Sét. Có thể nói con đường này rất là đẹp, bởi vì tháng 10 đến tháng 11 cũng chính là mùa hoa dã quỳ nở. Và video clip ngày hôm nay thì em cũng muốn gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh đẹp nhất ở con đường chúng ta đi vào đường hầm Điêu Khắc, hay còn gọi là đường hầm Đất Sét đó quý vị. Và em cũng xin gửi đến chị Tuyền. Để đi vào khu vực đường hầm Đất Sét thì em sẽ di chuyển vào con đường thơ mộng này. Khoảng 9 km thì chúng ta sẽ đi vào khu du lịch đường hầm Đất Sét. Và đi hướng này thì chúng ta sẽ về các cái khu du lịch resort như là Terracotta này, rồi khu du lịch Sam và Hồ Tuyền Lâm. Thì chúng ta sẽ đi về khoảng 9 km nữa. Bây giờ em xin mời quý vị và các bạn cùng đi du lịch với em qua màn ảnh nhỏ nha. Trước khi đi thì em cũng xin kính chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều bình an, thật là nhiều sức khỏe. Thời tiết ngày hôm nay thì nắng đẹp lên rồi. Mấy bữa nay trời mưa quá, em không có đi ra vùng ngoại ô của thành phố chia sẻ rất là nhiều cảnh đẹp gửi đến quý vị và các bạn được. Và đặc biệt trong mấy ngày hôm nay thì có một số cô chú anh chị hỏi thăm, thì em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Dọc ở hai bên đường thì chúng ta thấy lác đác những bông hoa dã quỳ bắt đầu nở rồi. Bây giờ chỉ mới là đầu mùa hoa dã quỳ thôi quý vị. Tuy nhiên thì một số hoa thì cũng chưa có nở bung cánh ra nhiều lắm. Bởi vì thời tiết Đà Lạt mấy ngày hôm nay, trong tháng này thì mưa rất là nhiều. Bởi vậy những bông hoa dã quỳ chúng thường là chưa có nở hết. Ở Đà Lạt thì cũng có nhiều con đường thơ mộng, con đường hoa dã quỳ. Ví dụ như là con đường Hồ Tuyền Lâm này, một trong những con đường có thể nói hoa dã quỳ nở rộ vào tháng 11 là đẹp nhất. Đây chỉ là mới một bụi hoa dã quỳ nhỏ thôi mà chúng ta đã thấy một cảm giác nó hết sức là đặc trưng của Đà Lạt rồi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển hết con đường này. Không biết tình hình dạo này nơi quý vị sinh sống như thế nào? Và Đà Lạt chuẩn bị mở cửa các cái khu du lịch trở lại để đón khách du lịch. Hôm qua thì em có đi ra khu vực vườn hoa của thành phố Đà Lạt. Thì vườn hoa thành phố Đà Lạt thì đã chính thức mở cửa từ đầu tháng 10, tức là mười mấy ngày rồi. Còn các khu du lịch khác thì cũng sẽ mở cửa từ từ. Ở đây người ta đang giải phóng mặt bằng. Mưa to quá rồi, có những cái vách núi như thế này nó lở xuống. Trông nó rất là ghê. Bởi vì vách núi ở đây thì nó cũng khá là đứng rồi. Đất ở trên thì nó mềm. Nó lòi ra những cái rễ của cái cây lâu, cây sậy. Khi mà
trời mưa to mà liên tục như ở Đà Lạt thì cái bờ vực như thế này nó sẽ rất là dễ dàng bị trôi xuống mặt đường. Và nếu như có những cái cây như thế này thì nó sẽ hạn chế một phần nào đó, cũng đỡ bị sập hơn, bởi vì những cái rễ của chúng nó sẽ giúp đất giữ lại, không có bị trôi. Ở đây thì có những cái khu du lịch như là khu du lịch Thác Bảo Đại nè. Thác ở đây thì cũng không có cao lắm, nhưng mà được cái là cảnh vật ở đây, không khí ở đây nó thiên nhiên. Nếu mà vào đây thì chúng ta có thể tham quan khu vực làng của người Lùng, có một nông trại, 101 chú chó đốm và thưởng thức rượu vang miễn phí nữa quý vị. Ở đây nằm ở địa chỉ là 157 con đường Hoa Hồng thuộc phường 4 của thành phố Đà Lạt. Ở ngoài người ta trồng một hàng hoa mua, có một cái màu tím nó nở tím cả một góc trời. Để em chạy ra khu vực này xem sao. Vừa có nhà hàng, cũng vừa có cà phê. Chúng ta tha hồ vừa đi du lịch, vừa có thể thưởng thức những món ăn. Ở đây là khu vực Thác Bảo Đại nha. Nó sẽ chảy vào tuốt ở bên trong khu du lịch, rồi sẽ có một khu vực, có một cái thác nho nhỏ nữa. Em đang đứng ở trên một cái cây cầu. Cây cầu này cũng có một cái độ cao cũng khoảng hơn 10 mét á, khá là cao. Đứng ở trên này nó rất là chóng mặt luôn. Hai bên bên này có một cái bụi hoa giả quỳ. Phía trên này thì có một con đường khá là đẹp nè. Em thấy ở bên trên nó có một cái căn nhà rất là dễ thương, và xung quanh thì có những cây hoa giả quỳ đã nở vàng ươm trải dài một ngọn đồi từ trên kia mà chạy xuống đây luôn. Hoa giả quỳ bắt đầu nở rồi đó quý vị. Ở đây có một bụi hoa giả quỳ. Cũng lác đác nở rồi nè. Nếu như mà đi vào cuối tháng 11 thì chắc chắn một điều rằng hoa giả quỳ lúc đó sẽ rất là đẹp, để cho chúng ta chụp những cái bức ảnh, những cái bức hình khá là ăn ảnh. Con đường này đi vào một cái khu resort. Đây quý vị, hoa giả quỳ là một trong những loại hoa thuộc họ cúc, có nguồn gốc từ Mexico, được người Pháp mang về trồng tại Đà Lạt đầu tiên. Sự tích hoa giả quỳ, truyền thuyết kể rằng ngày xưa nơi buôn sóc nọ có nàng Ca Lan của núi rừng yêu tha thiết chàng Halim của con suối. Hoa giả quỳ thường nở vào tháng 10
Và đầu tháng 11, lúc mà những cơn mưa cuối cùng trút xuống núi rừng Tây Nguyên này, đó cũng chính là lúc cả thành phố mộng mơ lại nhuộm một màu vàng óng của loài hoa dã quỳ. Những bông hoa dã quỳ vàng óng dưới ánh nắng mặt trời. Những bông hoa dã quỳ này chúng ta nhìn thấy nó rất là mỏng manh. Đối với sức chịu đựng của nó thì thật là phi thường, bởi vì chúng có thể mọc ở những nơi đất đai sỏi đá khô cằn như thế này. Dọc con đường này thì vẫn còn rất là nhiều các cái bụi hoa dã quỳ. Đây là một trong những bụi hoa dã quỳ nằm ở ven đường. Khoảng một tháng nữa thôi là những cái bông này nó sẽ phủ một màu vàng kín. Quý vị và các bạn thân mến, ở đây có những bụi hoa mua này. Đó, những cây hoa mua này nó sẽ ra một cái màu tím. Nhìn sơ thì nó giống như là một cái cây hoa sim vậy á. Nhưng mà thực ra là không phải hoa sim. Nó cũng là họ hàng của cây hoa sim. Bởi vì chúng ta có thể là nhìn thấy cái quả này, khi mà bông hoa nó sẽ tàn thì nó sẽ ra cái quả, nó giống như là quả sim. Bây giờ em sẽ chạy tiếp con đường hoa dã quỳ men theo hồ Tiền Lâm. Con đường này nó cũng khá là thơ mộng. Ở bên xa xa kia thì như quý vị và các bạn đã thấy, hoa quỳ lốm đốm nở ở phía bên kia ngọn đồi. Qua cái khu này thật sự mà nói, mà để đi vào tháng 11, tháng mùa hoa dã quỳ thì rất là tuyệt vời. Bởi vì ở đây em để ý là có rất là nhiều cây hoa dã quỳ. Và bên cạnh đây có một cánh rừng thông. Những cây thông ở đây với cái thân cây thẳng tắp và chúng mọc rất là đều. Sáng hôm nay thì không có gió mạnh, thành ra là chúng ta chỉ nghe được tiếng thông reo nhẹ nhẹ, kèm theo đó là những tiếng chim hót véo von. Ở đây có một bụi hoa dã quỳ này nằm nghiêng mình. Cảnh ở đây đẹp và bình yên quá. Em sẽ đứng đây chia sẻ đến quý vị và các bạn một vài hình ảnh yên bình ở vùng ngoại ô. Và cái không gian ở phía dưới này thì nó rất là đẹp. Đây, quý vị và các bạn có thể quan sát thấy này. Đó, rất là nhiều các cái cây hoa dã quỳ ở một cái thung lũng rộng lớn ở dưới này. Wow, yên bình quá. Quý vị và các bạn có nghe thấy tiếng thông reo xào xạc không? Đây, những cái thông ở trên này phát ra những âm thanh xào xạc nguyên một cánh rừng thông luôn.
chạy dài từ phía trên này mà chạy xuống. Cảnh vật ở trong này thiên nhiên, bởi vì nhiều cây cối, không khí trong lành mát mẻ, con đường thẳng tắp rất là đẹp ha. Đó. Bởi vì hai bên có những cây hoa giả quỳ. Nếu mà con đường này bằng đất thì chắc chắn là sẽ thơ mộng hơn nhiều. Đẹp chưa? Quá tuyệt vời. Bên này có một bụi nữa. Và bên này cũng có một bụi nữa nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến cuối con đường này. Đây là những cây hoa atiso của bà con mình đang trồng. Chúng ta sẽ qua đây quan sát những cây atiso này một chút xíu trước khi chúng ta đi. Những cây hoa này thì nó chưa có bông quý vị. Bác kia thì bác đang nhổ những cái cây mà nó bị héo, những cái lá khô. Đối với những cái cây atiso như thế này thì nó có hàm lượng dinh dưỡng rất là cao. Người ta nấu keo hoặc là dùng để nấu canh. Với những cái bông hoa atiso như thế này thì có thể hầm xương. Tiến thẳng về phía trước thì em thấy một cái cổng chào. Ở đây thì Ủy ban Nhân dân phường 4 tổ 18 Quảng Thừa. Tới đây thì chúng ta đã tới một cái khu dân cư đông đúc. Người dân bà con ở đây thì chủ yếu là phát triển nông nghiệp, trồng những cây rau màu, cà rốt, atiso. Bên cạnh đó thì một số khu vực nhà lồng, nhà kính. Khi mà đến đây năm ngoái thì những bông hoa giả quỳ không có nở nhiều như thế này đâu quý vị. Bởi vì phụ thuộc vào thời tiết rất là nhiều. Đối với những năm nào mà mưa nhiều thì những bông hoa giả quỳ sẽ nở trễ hơn một chút. Bây giờ thì em sẽ chạy về, chạy xuống một cái con dốc để đi ra con đường hoa phường tím. Nếu mà đến đây chụp hình bên cạnh những cây thông như thế này thì rất là tuyệt vời phải không nào? Những cái cây thông ở đây nó trơ hết cả bộ rễ ra như thế này. Có những viên đá, có những tảng đá nó rớt xuống nè, nó lở cái chỗ này ra làm thành một cái lỗ rất là to. Đất ở đây thì nó cũng mềm, nó không có đá sỏi nhiều, bởi vì xung quanh ở đây người ta khai thác, người ta làm vườn trồng rau. Ở bên tay phải của em, đây là cái ở chỗ nó trũng. Trước đây thì đây có một cái dòng nước ngầm
nó một cái hồ nhỏ. Sau này thì do sình bồi lấp, bây giờ có những cái bãi cỏ xanh rì mọc ở phía dưới này. Đây là khu du lịch thác Bảo Đại. Trong thời gian sắp tới thì các cái khu du lịch như là thác Bảo Đại này sẽ mở cửa hoạt động trở lại bình thường. Và nếu mà quý vị và các bạn đi du lịch mùa này thì chúng ta vừa ngắm hoa dã quỳ mà còn vừa ngắm những bông hoa khác nữa, như là hoa cẩm tú cầu, rồi hoa mua đã được người ta trồng rất là nhiều ở phía dưới này. Ở đây là một thung lũng rộng lớn, có một cái thác nhỏ chảy về bắc ngang qua một cái cây cầu. Chúng ta sẽ phải đi ngang qua cái cây cầu rồi mới qua được làng Xì Châm ở bên này. Đó, những bông hoa dã quỳ mọc khá là nhiều, và đặc biệt là chúng đã ra những bông hoa màu vàng rực. Và qua bên kia thì chúng ta có thể thưởng thức rượu vang miễn phí và tham quan hầm rượu vang. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển về hướng đường hầm Điêu Khắc. Con đường quanh co uốn lượn qua những đồi thông thơ mộng. Ở phía dưới đây là có một hồ nước trong xanh, những cây thông in bóng xuống mặt hồ, một cảnh vật thiên nhiên hết sức là thơ mộng. Quý vị và các bạn thân mến, ở phía dưới này thì chúng ta quan sát thấy là họ làm những cái nhà chòi ở những cái hòn đảo nhỏ nhỏ. Đến mùa mưa thì những hòn đảo đó sẽ bị cô lập hoàn toàn và chúng ta sẽ di chuyển bằng thuyền. Có những ốc đảo nhỏ nhỏ vậy đó. Và cái hồ này thì cũng có nhiều người câu cá ở đây. Cà phê cốc ở đây, cà phê giải khát, một cái quán bằng gỗ thôi quý vị, nhưng mà không gian hết sức là thiên nhiên. View phía dưới thì có hồ Tiện Lâm, còn view ở bên trên đó chính là khu rừng thông thơ mộng. Và đi trên con đường này thì quý vị và các bạn vừa thưởng thức được thời tiết se se lạnh. Và nếu mà đi vào đây thì lưu ý là chúng ta phải đổ đầy bình xăng, bởi vì trong này rất là ít người bán xăng.
con đường này tuy là nó vắng vẻ nhưng mà cũng có nhiều cái cảnh view đẹp. Mấy anh công nhân đang thi công các cái công trình resort, bây giờ cũng đã tới giờ về rồi đó. Ở đây một số bụi hoa dã quỳ mọc ven đường này. Hoa này thì nó mọc ở khắp nơi bởi vì chúng là một loài hoa cũng giống như là hoa dại vậy. Khi mà gió sẽ bay đưa những cái bông hoa thì chúng sẽ mọc rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vòng qua một cái khúc cua tay áo rồi chạy lên cái đoạn ngay chỗ này, đi vào một cái đoạn có thể nói là cây cối thì tùm rậm rạp, những cái cây thông. Nếu mà đi ban ngày thì chúng ta cũng có một cái cảm giác như là đi vào buổi chiều tối bởi vì cây cối khá là nhiều, một phần nào đó che bớt những cái ánh sáng, ánh nắng chiếu xuống. Vào đây thì nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng 18 đến 19 độ C nếu như chúng ta đi vào buổi sáng. Bên kia chúng ta thấy khu du lịch thác Bảo Đại. Cái con đường mòn như thế này đi lên ngọn đồi thông và trên đó thì họ sẽ trồng những cái cây lan. Và phóng tầm mắt lên phía trên này thì đó là một khu vực đồi cỏ giống như là đồi cỏ hồng. Thì đến tháng 11 tức là chỉ còn một tháng nữa thôi là có những bông hoa cỏ nó ra một cái màu hồng hết sức là đặc trưng và hết sức là đặc biệt. Đây là những cái quán nướng, một quán cơm lam. Và dọc trên con đường mà chúng ta đi vào Suối Vàng cũng như là đường hầm Đất Sét có những quán cơm. Nếu mà chúng ta lỡ đường, đi du lịch mà lỡ đường thì có thể ghé vào đây để thưởng thức những món cơm lam gà rừng. Có một cái cây ở đây nó mới đổ nè. Có những căn resort phóng tầm mắt ra hồ nước trong xanh. Cái cây này thì cũng mới đổ thôi quý vị, bùng cả gốc lên luôn này. Mà người ta cũng đã cưa bớt những cái cành cây nó chìa ra ngoài đường đó. Mấy bữa trước thì mưa bão liên tục, bão số 6, bão số 7 rồi bão số 8, mưa liên tục. Bầu trời có những đám mây đen, có thể chiều nay sẽ mưa sớm.
đi ngang qua đây nghe cái mùi hoa cỏ, những cái cây hoa ngũ sắc này họ làm thuốc cũng rất là tốt, cầm máu cũng rất là tốt nè. Nếu mà cầm máu thì chúng ta có thể là dùng cái lá cây ngũ sắc rồi giã nó ra đắp vào vết thương. Những khu vực bán cơm nước giải khác, nếu mà lỡ đường thì chúng ta có thể ghé tới những địa điểm, những quán như thế này và có một cái view rất là đẹp. Ăn cơm xong thì chúng ta có thể ra đây ngồi uống nước và hít thở không khí trong lành. Rồi phía này thì có một cái hồ nước trong xanh, gió lúc nào cũng lùa, rất là mát mẻ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì cũng có một cái tin vui, đó chính là Lâm Đồng mở cửa đón khách du lịch từ ngày hôm nay, sau khi chính phủ ban hành nghị quyết 128 quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid. Với nhiều điểm mở trong hoạt động đi lại và du lịch. Và trước mắt thì Lâm Đồng sẽ thực hiện những tour khép kín cho khách ngoại tỉnh có đủ điều kiện tham gia các cơ sở du lịch hoạt động 50% công suất. Sau đó sẽ đón khách nội tỉnh rồi đón khách quốc tế, mở rộng dần quy mô du lịch theo nguyên tắc an toàn đến đâu, mở ra đến đó. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết thì trong tháng 10 năm 2021, thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, nơi có địa danh du lịch nổi tiếng đó là khu du lịch Lang Biang, đã cơ bản thực hiện xong việc tiêm vaccine cho người dân. Dự kiến đến cuối năm 2021 thì tỉnh Lâm Đồng cơ bản phủ xong vaccine phòng chống dịch COVID-19. Đây là tiền đề liên quan trong những điểm du lịch khi mà mở cửa rộng hơn đón khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Cụ thể, khách du lịch đến từ các vùng xanh và vàng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng chống dịch COVID-19 sau 14 ngày, hoặc người đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, thực hiện nguyên tắc 5K và tự theo dõi sức khỏe của mình. Người đến từ vùng đỏ phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ khi đi trên đường. Khi đến Lâm Đồng, người từ vùng cam, vùng đỏ đã tiêm 2 mũi vaccine phải theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú trong vòng 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ nhất. Và đối với khách du lịch thì đi theo tour không quá 25 người trên một đoàn, hạn chế tiếp xúc với các đoàn khác. Trường hợp đặc biệt cần có sự đồng ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Người làm việc tại cơ sở khu du lịch phải tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng chống dịch COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.
Đây là một số quán ăn, quán giải khát, cà phê, và người ta cũng trồng những cây dâu, đó là đặc sản của Đà Lạt, và bán mứt dâu, hái dâu tại vườn. Đây là Sơn Lâm Quán. Đây chúng ta có thể ăn cơm trưa ở đây với những cái nhà trò như vậy thì có thể ngồi được 10 người. Còn ở bên này là Đà Lạt Wonder. Đây là khu vui chơi giải trí đang giảm giá 50%. Đây là một cái bảng quảng cáo có những trò chơi như là cưỡi ngựa này, game thực tế ảo, đua xe địa hình, bến du thuyền, xe trượt, vườn hẹn ước, du thuyền trên hồ Tiền Lâm, lâu đài ma quái, xe đua địa hình, công viên khủng long. Và còn có lâu đài tuyết nữa. Lâu đài tuyết thì vào đó thì chúng ta có thể trải nghiệm y chang như là ở bên nước ngoài. Và nhiệt độ trong đó thì lúc nào cũng lạnh. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chạy vào, cứ di chuyển thẳng theo con đường này thì sẽ vào khu du lịch đường hầm điêu khắc. Đó, quý vị và các bạn thấy một khu lâu đài rộng lớn gồm có hai tòa nhà lớn ở đằng kia, một tòa nhà ở phía trước thì phía trước có cái view, còn ở phía sau thì nằm cạnh bên khu rừng thông. Và người ta cũng xây khá là nhiều các cái quần thể, cái biệt thự ở đây, quần thể biệt thự resort cao cấp. Con đường này thì nó sẽ dẫn chúng ta vào một cái khu resort. Còn nếu đi đường hầm điêu khắc thì chúng ta sẽ đi con đường này, đi vào đó khoảng 4 cây số nữa. Con đường này nó cũng đẹp quý vị. Thích ơi là thích. Tiếc là con đường này nó chỉ có một đoạn ngắn thôi. Bởi vì tới kia thì chúng ta sẽ đi vào cổng của khu quần thể resort cao cấp, sẽ không có đi vào được nữa. Và các cái công trình lớn đang mọc lên, họ sẽ xây khách sạn, khu resort ở đây. Đây quý vị và các bạn có thể thấy trên con đường em đang đi vào thì có những cái cành cây thông nó chìa ra ngoài được. Một cái cảm giác nó se se lạnh và nó hết sức là nó thơ mộng vắng vẻ. Bởi vì con đường này cũng vắng người đi, lâu lâu mới có những cặp đôi vào đây để tâm sự, đi ngắm cảnh hoặc là đi picnic chụp hình. Còn đối với mùa khách du lịch đó, có thể nói con đường này nó cũng rất là nhiều xe hơi, rồi xe du lịch, xe đoàn. Ở phía trước chúng ta đây là khu làng Bình An với quần thể biệt thự, họ làm theo cái phong cách giống như là một ngôi làng vậy đó quý vị. Tới đây là hết đường rồi. Với những con đường mang tên các loại hoa như là đường hoa tường vi, đường hoa hồng, đường hoa phượng tím, vân vân. Rồi bây giờ thì em sẽ đi ra lại. Có các bạn đứng đây để chụp hình này. Đó, bây giờ là 11 giờ trưa rồi. Đường nó cũng khá là vắng. Qua cái chỗ này nó đẹp quá, con đường nó giống như là một con rắn vậy. quanh co quằn quèo tới cái đoạn này, nó quằn quèo
Dạ rồi, tới đây thì em cũng xin được nói lời tạm chia tay đến quý vị và các bạn. Xin được hẹn quý vị và các bạn ở những clip sau. Xin được chúc quý vị và các bạn thật là nhiều bình an và thật nhiều niềm vui. Hy vọng thông qua clip này thì quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn thoải mái nhất. Và em sẽ kết thúc clip tại đây. Lần sau thì em sẽ đi tiếp một đoàn nữa vào đường hầm đất sét. Hôm nay thì em sẽ đi tới vị trí này thôi. Còn video clip sau thì em sẽ đi nốt con đường này. Bây giờ thì các cái khu du lịch người ta vẫn chưa có hoạt động. Tuy là mở cửa rồi đó, nhưng mà do là cũng không có khách bao nhiêu đó, thành ra là họ cũng chưa có hoạt động. Ở bên phải của em đây là những cây hoa mai, hiện tại là nó đã trụi hết lá rồi, chưa có ra bông.